podcast báo Tuyên Quang online giúp bạn tổng hợp những thông tin mới nhất. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự podcast ngày mùng 6 tháng 4 của báo Tuyên Quang online. Bản tin cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong tỉnh, trong nước và quốc tế vừa diễn ra. Công an tỉnh Tuyên Quang và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2024 đến 2030. Dự lễ ký kết có đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh. Theo đó, lãnh đạo hai ngành đã thảo luận, thống nhất ký kết những nội dung tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, xây dựng, hình thành kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhận diện, tránh xa các loại ma túy mới núp bóng thuốc lá điện tử, trà trộn đóng gói dưới dạng bánh, kẹo, đồ uống, thực phẩm chức năng. Hai ngành sẽ phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ đoàn, đội kỹ năng tuyên truyền, tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng chống ma túy. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí đục thủy tinh thể cho bệnh nhân. Theo đó, đối tượng được phẫu thuật miễn phí là những người mắc đục thủy tinh thể thuộc diện gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mọi chi phí bao gồm phẫu thuật, kính nội nhãn, các xét nghiệm tiền phẫu tiền giường, tiền thuốc sau phẫu thuật sẽ hoàn toàn miễn phí. Phẫu thuật đục thủy tinh thể là phương pháp chữa trị đục thủy tinh thể hàng đầu hiện nay, với nhiều ưu điểm vượt trội, phẫu thuật hoàn toàn có thể giúp người bệnh lấy lại thị lực chỉ trong thời gian ngắn. Thời gian đăng ký từ ngày mùng 1 tháng 4 đến 19 tháng 4, số lượng 60 người. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên vừa tổ chức cuộc họp kiểm điểm việc giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, Kết quả đã giải ngân trên địa bàn huyện đạt 36 tỷ 410 triệu đồng, đạt 4% kế hoạch. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về những vướng mắc khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Đặc biệt là công tác giải ngân vốn cho việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang, Hà Giang cho các khu tái định cư, đường cao tốc. Huyện phấn đấu trong tháng 4 năm 2024 thực hiện giải ngân một số dự án, xây dựng bể bơi huyện, xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại xã Minh Dân, xây dựng bến xe khách. Vào khoảng 15 giờ ngày mùng 5 tháng 4, tại đường dẫn lên cầu Tân Hà, thuộc tổ 16, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo theo dơ móc 22R00706 di chuyển từ km 5 tỉnh đội đến cầu Tân Hà thì va chạm với xe con 22A18517 đi ngược chiều. Sau đó liên tiếp đâm vào xe con 24A00128 đi cùng chiều và đâm trực diện xe tải 19C03056 đi ngược chiều. Hậu quả khiến 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng không thiệt hại về người. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng, đảm bảo an ninh, trật tự tại nơi xảy ra tai nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự hấp dẫn trong nước. Trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà cho biết, trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ký mới thỏa thuận hợp tác thay thế cho thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc năm 2015 với những nội hàm mới. Cụ thể, hai bên thành lập cơ chế hợp tác nghị viện hai nước, triển khai hợp tác bồi dưỡng đào tạo đại biểu dân cử, nâng cao vai trò của Quốc hội, nhân đại và hội đồng nhân dân các cấp trong thúc đẩy quan hệ song phương. Việc ký kết thỏa thuận là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Quốc hội Việt Nam nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tạo cơ sở pháp lý để nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp tương xứng với tầm cao quan hệ hai nước. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo. Chính, chính phủ ban hành Nghị định số 35 ngày 2 tháng 4 năm 2024 quy định về xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Tại Nghị định số 35 có một số điểm mới để giải quyết vướng mắc trong thực tiễn áp dụng thời gian vừa qua và tiếp cận yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt yêu cầu của việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới mạnh mẽ chính sách đại ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thời gian qua, trong nước ghi nhận gia tăng ca nhiễm bệnh sởi, thủy đậu, rubella. Thời tiết thất thường hiện nay cũng là nguy cơ gây ra bệnh viêm màng não do não mô cầu. Các bác sĩ cho biết viêm màng não mô cầu có thể khởi phát rất đột ngột với các triệu chứng như sốt, xuất hiện ban đỏ hay còn gọi là tử ban sau đó lan ra nhanh chóng. Lúc này tính mạng của người bệnh chỉ còn tính bằng giờ. Ngoài vaccine ngừa viêm màng não do não mô cầu, bác sĩ chính khuyến cáo người dân cần tiêm đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh về não khác như vaccine phế cầu, vaccine sởi, thủy đậu, tránh nguy cơ bệnh chồng bệnh hoặc sức khỏe suy yếu dễ bị vi khuẩn não mô cầu tấn công trong bối cảnh thời tiết phức tạp và nhiều bệnh dịch có nguy cơ bùng phát như hiện nay. Tiếp theo, những thông tin mới nhất thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày 6 tháng 4, giới chức Australia cho biết 152 người đã được sơ tán từ vùng lụt thuộc bang miền đông New South Wales đến khu vực cao hơn. Các nhà chức trách cho biết 72 người đã được giải cứu tại Sydney, thành phố lớn nhất Australia. Nhiều khu vực trũng ở ngoại ô của thành phố này đang trong cảnh lụt lội nghiêm trọng. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thủ hiến bang New South Wales cho biết mức nước lũ của một số con sông tiếp tục dâng cao, đặc biệt là ở phía tây Sydney. Theo cơ quan khẩn cấp New South Wales, khoảng 15 lệnh sơ tán khẩn cấp đã được phát đi trên toàn bang. Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình hợp lý nhất cho đến nay để giải quyết xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti dẫn lời cho biết. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là kế hoạch hòa bình của Trung Quốc dựa trên phân tích lý do của những gì đang xảy ra và sự cần thiết phải loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này. Nó được cấu trúc logic từ tổng thể đến cụ thể, hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời ông Lavrov nói với các phóng viên. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lưu ý thêm, kế hoạch này bị chỉ trích là mơ hồ. Nhưng đây là một kế hoạch hợp lý mà Trung Quốc đề xuất để thảo luận. Cách đây hơn một năm, Bắc Kinh đã đưa ra một bản báo cáo 12 điểm đưa ra những nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột Nga, Ukraine nhưng không đi vào chi tiết cụ thể. Vào thời điểm đó, đề xuất đã nhận được sự hoan nghênh ở cả Nga và Ukraine. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự podcast ngày 6 tháng 4 của báo Tuyên Quang Online. Xin chào và hẹn gặp lại vào 18 giờ 30 phút ngày mai.